Chào tất cả mọi người, mình là Hiếu. Trong tuần vừa qua thì bên phía IT4VN có chia sẻ đến cộng đồng một thông tin rất thú vị là trong khoảng thời gian sắp tới, nhóm sẽ lên sóng một loạt bài viết về Microsoft Azure. Đây cũng chính là bộ sản phẩm cây nhà lá vườn của IT4VN, mong rằng mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ trong cái khoảng thời gian sắp tới. Hôm nay sẽ là một cái bài đầu tiên trong cái chuỗi bài về Microsoft Azure. Nó sẽ mang tính chất và giới thiệu cho mọi người biết về công nghệ cloud computing và các xu hướng công nghệ trong thời gian sắp tới. Qua cái bài viết này thì mong mọi người có thể hiểu đúng về cloud computing. Do cái bài viết này khá dài nên sẽ chia làm hai phần để cho mọi người có thể tiện để theo dõi. Nội dung nó gồm hai phần: xu hướng công nghệ và dịch vụ hiện nay. Phần thứ hai đó là nền tảng công nghệ thứ ba và sự phát triển của nó. Đi vào chi tiết thì phần một là xu hướng công nghệ dịch vụ. Thì phải nói đến là sự bùng nổ của các thiết bị di động, đặc biệt là các thiết bị thông minh, trong khoảng 5 năm trở lại đây đã tạo ra một cái xu hướng công nghệ mới. Những cái phương thức kinh doanh, quản lý trên các nền tảng thiết bị di động nó ngày càng trở nên phổ biến với con người hơn. Nhu cầu di chuyển của con người ngày càng nhiều. Chính vì thế làn sóng di động bùng nổ rất mạnh mẽ. Hiện nay trên thế giới, ứng dụng công nghệ dành cho các thiết bị di động càng trở nên được phổ biến trên nhiều lĩnh vực, trong nhiều ngành nghề. Ví dụ như ngành hàng không, ngành ngân hàng, bán lẻ, y tế, nhà hàng. Từ các việc đơn giản như dùng để bán hàng, theo dõi thông tin doanh nghiệp, cho đến những cái thứ phức tạp hơn như là quản lý quy trình trong doanh nghiệp. Cái hai chính là sự bùng nổ của mạng xã hội. Thì mục tiêu của mạng xã hội là tạo ra một cái hệ thống trên nền tảng Internet cho phép nhiều người dùng có thể truy cập từ mọi lúc mọi nơi, chia sẻ thông tin vượt ngoài giới hạn về địa lý, thời gian. Mạng xã hội nó dùng để phục vụ cho những cái yêu cầu cốt lõi của cộng đồng, mang lại giá trị cho cộng đồng. Hiện nay mạng xã hội cũng như là các thiết bị di động nó phát triển rất mạnh mẽ và nó bùng nổ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Thì điểm mặt qua những cái mạng xã hội đình đám ở Việt Nam thì có là Facebook, Zalo, Twitter, Instagram, WeChat. Sau đây là top 10 mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất năm 2016. Đứng đầu luôn là Facebook. Tiếp tục, nó phải nói đến là một cái bài toán về Big Data. Thì Big Data nó là một thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu lớn và rất phức tạp, đến nỗi mà những cái công cụ ứng dụng xử lý truyền thống không thể nào mà đảm nhận được. Đối với cái khối lượng dữ liệu lớn như lên từng phút từng ngày như thế này, chúng ta phải làm gì để khai thác nó một cách hiệu quả, mang lại lợi ích tối đa nhất cho doanh nghiệp của chúng ta? Cái vấn đề tiếp theo đó là bảo mật và an toàn thông tin. Nói đến bảo mật dữ liệu, nó luôn là một cái bài toán muôn thuở mà doanh nghiệp luôn đặt ra cho với người dùng IT. Những cái câu chuyện như là bảo mật an toàn thông tin, bảo mật chống thất thoát dữ liệu, thách thức về công nghệ và giải pháp để đáp ứng các vấn đề về bảo mật, nhận thức của người dùng về việc áp dụng quy trình trong doanh nghiệp, nhận thức trong việc phát triển chính sách, nhu cầu sử dụng. Đây cũng là những cái khó khăn mà các doanh nghiệp luôn phải đối mặt. Chính vì thế, việc bảo mật và an toàn thông tin là xu hướng tất yếu mà không thể. Tiếp tục là cái xu hướng về cloud và công nghệ thông tin, nó được xem như là một cái dịch vụ. Thì nhờ cái quyết định số 80/2014 QĐ-TTg quy định thí điểm về việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/2/2015. Nó được coi là một cái tín hiệu mở màn cho một năm sôi động thị trường khơi ngoài dịch vụ công nghệ thông tin. Nhờ cái quyết định này, nó đã bật đèn xanh cho các nhà cung cấp dịch vụ cloud phát triển tại Việt Nam. Nó làm tiền đề cho sự phát triển của điện toán đám mây tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Ngày nay, theo cái xu hướng của công nghệ, thì các doanh nghiệp lớn và nhỏ cố gắng đơn giản hóa sự phức tạp hệ thống công nghệ thông tin của mình qua cái việc chuẩn hóa hệ thống công nghệ thông tin, tìm ra các giải pháp
để giảm thiểu các chi phí vận hành, chi phí đầu tư cũng như là bảo trì hệ thống. Do đó, điện toán đám mây phát triển không ngừng trong thời điểm hiện tại. Dưới cái hình kế bên là những cái thông số mà Gartner đã tổng hợp và dự đoán cho chúng ta thấy về cái nhìn ấn tượng của sự phát triển về lao. Tiếp tục chúng ta nói đến là cái xu hướng của tương lai, Internet of Things, Machine Learning, AI. Theo định nghĩa của Wiki thì Internet of Things nó là một mạng lưới các thiết bị kết nối Internet được là kết nối Internet là một kịch bản của thế giới khi mà mỗi con người, khi mà mỗi đồ vật được con người cung cấp một cái định danh riêng cho mình và tất cả nó có khả năng truyền tải trao đổi thông tin dữ liệu qua mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác của con người hay là máy tính. IoT đã phát triển và hội tụ từ các công nghệ không dây, công nghệ điện tử và công nghệ Internet. Nói đơn giản, nó là một cái tập hợp thiết bị, nhiều thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với các thiết bị bên ngoài để thực hiện một cái công việc nào đó. Thì hiện tại cái mảng IoT nó ứng dụng vào ở Việt Nam nó rất là phổ biến, ví dụ như là về ngành trồng trọt, chăn nuôi. Tiếp đến là sự tương tác giữa các công nghệ với nhau, thì những cái công nghệ phát triển ra nó luôn có mối liên kết với nhau và nó luôn tương tác qua lại lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Có thể nói đến một ví dụ điển hình về bộ sản phẩm của Microsoft, nó bao gồm Office 365, Power BI, Windows Phone, Yammer. Thì Office 365 nó là một cái sản phẩm được xây dựng dựa trên cái nền tảng Lao Coding. Cái bộ sản phẩm này hoạt động dựa trên sự trợ giúp của Internet, mobile và tablet. Nó sẽ đóng vai trò như là thiết bị đầu cuối cho người dùng có thể di chuyển và truy cập ở mọi lúc mọi nơi. Power BI là để phân tích, đưa ra các đánh giá về về hoạt động kinh doanh cũng như là tổng hợp báo cáo, đưa ra những cái phân tích dự đoán trước cho các yêu cầu của mình. Yammer nó là một mạng xã hội thu nhỏ dành cho doanh nghiệp, nó dùng để chia sẻ thông tin, kết nối giữa các phòng ban với nhau, tất cả nó cộng tác tương tác qua lại với nhau để mang lại cái lợi ích cao nhất. Phần thứ hai nó sẽ nói về nền tảng công nghệ thứ ba. Thì nền tảng công nghệ thứ ba được định nghĩa bởi IDC, nó là một khối liên kết lẫn nhau giữa mobile, social media, cloud computing và analytics big data. Một cái tổ chức nghiên cứu về lao hàng đầu thế giới là Gartner tuyên bố rằng những cái xu hướng công nghệ sẽ phụ lẫn nhau và có sự thay đổi của con người người và các doanh nghiệp có liên quan đến công nghệ. Nền tảng cái công nghệ thứ ba là một cái xu thế trong việc triển khai các ứng dụng phục vụ cho con người trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21. Nhờ có nền tảng này đã tạo nên một cái cuộc cách mạng vĩ đại về mục tiêu triển khai số lượng phần mềm và người dùng phần mềm tăng lên đáng kể so với thế hệ nền tảng trước đó. Số phần mềm tăng lên tính bằng hàng triệu, hàng trăm lần và người dùng tính bằng hàng tỷ, gấp hàng chục lần so với nền tảng công nghệ trước đó. Nội hàm của nền tảng công nghệ thứ ba nó là Mobile Analytics Big Data Social Business, không và nó khác với cái Social Network hay bị hiểu nhầm giữa hai phạm trù này với nhau, và Cloud Computing nó lần lượt được ký hiệu là MASC.
cái lịch sử hình thành và phát triển của nền tảng công nghệ thứ ba. Thì năm 2013 đến năm 2020 thì nền tảng công nghệ thứ ba sẽ chiếm đến 90%, nó là nền tảng của ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Trước đó thì nền tảng công nghệ thứ ba nó trải qua 3 giai đoạn. Đầu tiên đó là nền tảng công nghệ thứ nhất, nó ra có mặt từ trước năm 1985 đến hiện tại. Thì nền tảng này nó sử dụng chủ yếu là các máy tính và kết nối với nhau làm việc qua terminal. Cái nền tảng công nghệ thứ hai là giữa năm 1985 đến năm 2011. Thì nền tảng này nó là các hệ thống về LAN server. Các nền tảng công nghệ thứ ba thì nó ra đời từ năm 2011 đến nay, nó là nền tảng công nghệ mới được các chuyên gia công nghệ nhắm đến để xây dựng cái sản phẩm. Cái thứ ba là Analytics Big Data. Ở đây thì nó là một khái niệm tối đa hóa các tiện ích trong một khối lượng dữ liệu lớn mà Gartner đã đưa ra. Thì nền tảng công nghệ thứ ba này nó sẽ cho phép truy cập vào dữ liệu thật lớn một cách thật là dễ dàng. Nhưng để phân tích được cái Big Data này thì nó cần phải có những cái giải pháp và những cái thuật toán, những cái giải pháp phân tích chuyên sâu, nó bao gồm chuyên sâu về học thuật, đặc biệt là các thuật toán, khoa học dự báo, nghiệp vụ. Thì tuy nhiên, Big Data lại chứa trong mình rất là nhiều thông tin quý giá mà nếu trích xuất thành công thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học, dự đoán các dịch bệnh sắp phát sinh, thậm chí là việc xác định điều kiện giao thông theo thời gian thực. Chính vì thế, những dữ liệu này được thu thập, tổ chức, lưu trữ và tìm kiếm chia sẻ một cách khác so với những cái dữ liệu bình thường. Cái cuối cùng đó chính là Cloud Service, dịch vụ điện toán đám mây, là một dịch vụ đứng đầu và cốt lõi của nền tảng công nghệ thứ ba. Có Big Data, thiết bị di động là một chuyện, nhưng nếu mà không có Cloud thì sẽ không có cách nào để truy cập dữ liệu từ văn phòng ra bên ngoài. Khác với nền tảng công nghệ thứ nhất, trong mạng máy tính, tất cả nhân viên chỉ có thể truy cập vào dữ liệu trong mạng máy tính, nhưng chỉ có thể thông qua máy tính để bàn của họ tại công ty. Ở thế hệ thứ hai thì người dùng có thể truy cập vào mạng máy tính trong công ty cũng như là dữ liệu bên ngoài thông qua mạng internet. Nhưng ở thế hệ thứ ba thì nó sẽ cung cấp các giải pháp cho công ty có thể truy cập trên nền tảng cloud và có thể truy cập từ mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị, lưu trữ dữ liệu và những về các giải pháp công nghệ thông tin, tất cả mọi thứ ở trên hạ tầng cloud đều có thể giải quyết được. Phải nói về cái xu hướng phát triển của nền tảng công nghệ thứ ba trong tương lai. Thì ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay đang là thời đại của mạng xã hội, của các thiết bị di động, điện toán đám mây, Big Data. Thì nắm bắt được cái xu hướng này từ lâu, các doanh nghiệp ở nước ngoài đã chuyển dịch công nghệ từ nền tảng công nghệ thứ hai lên nền tảng công nghệ thứ ba. Nhưng tại Việt Nam, xu hướng này diễn ra còn rất là chậm. Hiện nay vẫn còn rất ít doanh nghiệp đang triển khai nền tảng công nghệ thứ hai, thậm chí là thứ một. Nhưng xu hướng chuyển dịch công nghệ là tất yếu. Cái xu hướng chuyển dịch công nghệ này thì nó sẽ được kể ra như là rất nhiều doanh nghiệp đã chuyển dịch công nghệ bỏ cái hạ tầng phức tạp của họ để chuyển sang cloud, để tập trung vào phát triển về mặt business, thay vì phải bỏ chi phí cho việc vận hành hạ tầng, vận hành nó có rất nhiều rủi ro, thì doanh nghiệp nhắm đến là điện toán đám mây để tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao về khả năng kinh doanh của họ. Những thiết bị mobile ngày càng phát triển và mạnh mẽ, trở nên gần gũi và phục vụ cho cái đời sống của con người hiện nay rất là nhiều. Mạng xã hội cho doanh nghiệp đang trở thành một cái xu hướng. Xu hướng IoT đang nóng lên bao giờ hết. Nào là nhà thông minh, vườn thông minh, thành phố thông minh, vân vân.
Big Data sẽ trở nên khó hình dung hơn, phức tạp hơn, nó đòi hỏi và phải có những kiến thức chuyên sâu hơn. Hiện nay Big Data đang phát triển rất là mạnh mẽ. Cái bài toán về an toàn và bảo mật ngày càng phức tạp hơn, càng gây ra nhiều thách thức và cho người IT cũng như là thách thức đối với các doanh nghiệp. Chính vì thế, ở Việt Nam trong vòng vài năm tới, xu hướng chuyển dịch lên nền tảng công nghệ thứ ba sẽ phát triển rất nhanh và mạnh mẽ. Nhưng chắc chắn ở một điều rằng là nền tảng công nghệ thứ ba sẽ còn ở giai đoạn sơ khai, cho nên các doanh nghiệp sẽ đầu tư riêng lẻ từng phần, chứ không phải là đầu tư theo kiểu là bùng nổ. Sau đây là kết thúc bài trình bày của mình.